Cũng liên quan đến một vụ trộm cắp tài sản lớn khác, Sáng nay ngày 27 tháng 4, Tòa án Nhân dân Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử Vũ Duy Kiên, 39 tuổi, với cáo buộc là thủ phạm vụ trộm ô tô chứa gần 500 cây vàng vào đầu năm 2016, gây xôn xao dư luận. Tuy nhiên, khi đứng trước vành móng ngựa thì nghi phạm này đã một mực chối tội. Do bị cáo Kiên không nhận đã gây án mà chỉ bán tăng vật cho thủ phạm người Trung Quốc, nên Tòa án Nhân dân Hà Nội đã phải dừng phiên xử, trả hồ sơ yêu cầu điều tra lại vụ việc. Tại phiên tòa hôm nay, Kiên khai trong tài sản cướp được chỉ có 230 triệu đồng và đã dùng 70 triệu đồng để trả nợ ngân hàng. Theo cơ quan công tố, do vay nợ nhiều ngân hàng nhưng không có tiền trả, Kiên nảy sinh ý định trộm cắp tài sản kiên chọn mục tiêu là cửa hàng vàng phi đoan ở quận Hà Đông. Viện Kiểm sát cáo buộc khoảng 3 giờ sáng ngày 7 tháng 1 năm 2016, kiên lái ô tô đến đối diện nhà của chủ tiệm vàng. Anh ta bịt mặt đội mũ lưỡi chai, dùng đồ nghề mở được cửa xe của ông Phi và nổ máy thành công. Cùng ngày thấy hai thanh niên khiêng hòm tôn chứa vàng để vào cốp ô tô, kiên vội lao đến mở cửa, lái xe bỏ chạy. Theo trình báo của nạn nhân, trong hòm tôn có gần 500 cây vàng và 1 tỷ đồng, tổng cộng khoảng 14 tỷ đồng trước lời khai trên của bị cáo và số tiền vàng còn tranh lệch qua trình bày của bị hại tại phiên tòa hội đồng xét xử đã trả hồ sơ để điều tra bổ sung